Thank you.
thả đi chị dắt mấy cái chén ra. Rồi chút nữa chị cần chị trừ lại. Cái này cũng có hồn nữa chứ. Nó xuống cho nó lặn ra đi. Sao không, từ từ em thả từ em quay mà. Thì cái nào nó ấy thì chị dắt. Nắng nôi quá mà bây giờ cứ việc chị chịu cho. Bây giờ em đang thả chị lựa ra đi. Hả, bây giờ gì đi, bây giờ chị thả, bây giờ cứ để xuống đi ha, rồi chị thả cho nằm xuống. Rồi đó, con nào nó lội được ra lội, còn con nào nó lội ra được nó nằm với chị lụm lên. Sân si luôn sống với trái tim từ bi.